Kính chào các bạn, quay trở lại với Kế toán Việt Hưng, một trong các trung tâm đào tạo uy tín nhất Việt Nam về các loại hình doanh nghiệp đặc thù, ví dụ như là doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp bất động sản hoặc là đối với các công ty xây dựng. Ở đây rất nhiều học viên đang quan tâm đến các công ty về vận tải, bao gồm vận tải đường biển và vận tải đường bộ. Thì tại ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cái nội dung của khóa học Kế toán vận tải mà Kế toán Việt Hưng đã biên tập và hướng dẫn cho các học viên. Khóa học kế toán vận tải là một trong những cái hình thức đặc thù của doanh nghiệp, đòi hỏi kế toán cần phải xác định được đúng cái định mức dầu cho từng cung đường vận chuyển, cũng như phân bổ các chi phí liên quan, ví dụ như là chi phí công cụ hoặc chi phí khấu hao xe, để làm sao chúng ta sẽ cân đối được giữa doanh thu và giá vốn đảm bảo cho doanh nghiệp lãi. Tất cả các nội dung đó sẽ có trong khóa học thực hành kế toán vận tải tại Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Đối với công ty vận tải thì nguyên vật liệu chủ yếu sẽ là dầu và nhân công. Như vậy làm sao để chúng ta làm được cái bảng lương nhân công nó hợp lý, hợp lệ để sau này quyết toán thuế vẫn ghi nhận các chi phí của chúng ta là chi phí hợp lý. Thì giáo viên sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách lập hồ sơ lương nhân công sao cho phù hợp. Và để chứng minh được doanh thu mà công ty vận tải thu được thì chúng ta phải có một bộ hồ sơ đi kèm, ví dụ như là lệnh điều động hoặc là các bảng kê các cung đường, rồi hóa đơn và chứng từ thanh toán. Ngoài ra còn có các bảng biểu, mẫu biểu khác thì giáo viên sẽ cung cấp cho các bạn để chúng ta bổ sung vào một bộ hồ sơ. Khi quyết toán thuế thì chúng ta cần phải đưa ra được cái định mức dầu xe chạy. Thì lúc này các bạn sẽ cần phải định mức dầu theo tỷ lệ phần trăm doanh thu hay là theo cung đường, thì lúc đó giáo viên sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách định mức dầu một cách phù hợp, chính xác và có lợi cho doanh nghiệp nhất. Đối với khóa học kế toán vận tải thì các bạn cũng được học tổng hợp tất cả các công việc của kế toán, từ cách xử lý số dư đầu kỳ đến hạch toán phát sinh trong kỳ và cân đối tập hợp lựa chọn phương pháp tính giá thành phù hợp để lên báo cáo tài chính, và cách in sổ sách sắp xếp hồ sơ giấy tờ khi có đoàn kiểm tra vào quyết toán. Về việc tập hợp chi phí doanh thu thì chúng ta có thể lựa chọn tập hợp theo cung đường hoặc là theo từng đầu xe, làm sao để chúng ta theo dõi được doanh thu và giá vốn một cách hợp lý, cụ thể và chi tiết nhất. Ví dụ như khi tôi làm kế toán vận tải thì tôi thường theo dõi các cung đường theo từng đầu xe chạy, và từ đó tôi sẽ lựa chọn phương pháp tính giá thành phù hợp để lúc đó tôi vừa biết được là đầu xe này chạy với doanh thu chi phí là bao nhiêu. Trong đó, từng cung đường mà đầu xe chạy đó, doanh thu chi phí chiếm là bao nhiêu. Thì trong cái khóa học kế toán vận tải, giáo viên sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách hạch toán chi tiết cụ thể như vậy. Và sau này khi quyết toán thuế thì cơ quan thuế cũng sẽ hỏi chúng ta về doanh thu chi phí của từng đầu xe, từng cung đường. Thì lúc đó chúng ta rất là dễ giải trình. Khi tham gia khóa học kế toán vận tải tại Kế toán Việt Hưng thì các bạn chắc chắn sẽ được học với giáo viên đi làm thực tế có kinh nghiệm. Từ đó khi các bạn vận dụng vào làm cho đơn vị các bạn thì số liệu nó cũng sẽ được cụ thể hơn và sau này chúng ta sẽ dễ giải trình hơn. Đối với khóa kế toán vận tải về việc xử lý số dư đầu kỳ thì bao gồm việc xử lý công nợ, phải thu phải trả của khách hàng, cập nhật nguyên vật liệu tồn kho và công cụ tài sản khi chúng ta mua về sử dụng phân bổ phân hết thì chúng ta sẽ phải khai báo và phân bổ khấu hao tiếp cho những kỳ sau. Đối với việc xử lý số phát sinh ở trong kỳ thì giáo viên hướng dẫn cho các bạn về việc hạch toán các hóa đơn mua nguyên vật liệu, ví dụ như là mua dầu hoặc mua công cụ như là mua lốp, mua xăm, mua nhớt, và việc sửa chữa xe định kỳ, rồi hạch toán về các chứng từ như cước đường bộ hoặc các loại phí đăng ký đăng kiểm, và hướng dẫn cho các bạn về cách tập hợp chi phí khi tính giá thành, hướng dẫn cho các bạn về cách hạch toán hóa đơn bán hàng, các bảng kê đi kèm hóa đơn bán hàng cũng như là các lệnh điều động để chứng minh hoạt động vận chuyển của chúng ta là có thực, để khi quyết toán các bạn có thể trình lên cơ quan thuế. Hướng dẫn cho các bạn về cách, giáo viên sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách lập hồ sơ lương nhân công, cách lập hợp đồng lao động và cách đưa chi phí lương nhân công vào làm chi phí hợp lý của doanh nghiệp.
hướng dẫn cho các bạn về cách phân bổ công cụ khấu hao tài sản cố định và lập tờ khai báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý như là thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, rồi thuế môn bài. Cuối kỳ thì cân đối tập hợp chi phí tính giá thành và lên báo cáo tài chính, in sổ sách cuối năm và cách sắp xếp hồ sơ chứng từ và các biểu mẫu thiết kế sẵn để đối chiếu với cơ quan thuế khi kế toán. Về các biểu mẫu đối chiếu thì khi các bạn tham gia khóa học, giáo viên sẽ chuyển cho các bạn toàn bộ các file mềm để chúng ta điền các thông tin vào. Về chứng từ học thì các bạn có thể học trên chứng từ của trung tâm hoặc trên chứng từ của công ty các bạn. Nếu chúng ta tham gia học trên chứng từ của công ty thì các bạn cần phải gửi hóa đơn chứng từ, chụp ảnh, giờ học scan gửi qua Zalo hoặc qua mail. Để căn cứ vào đó, bên mình sẽ đưa ra nội dung học để giáo viên hướng dẫn cho các bạn. Còn nếu như chúng ta học trên chứng từ của trung tâm thì sau khi đăng ký học xong thì trung tâm sẽ cấp cho các bạn quyền truy cập vào giáo trình. Ví dụ tôi chọn là khóa kế toán vận tải. Trong giáo trình sẽ có các buổi từ buổi 1 trở đi. Thì buổi 1 chính là buổi hướng dẫn cài đặt phần mềm sao lưu phục hồi dữ liệu, tránh trường hợp các bạn bị mất dữ liệu. Và buổi 2 là buổi xử lý số dư đầu kỳ. Buổi từ buổi 3 trở đi sẽ là các buổi hạch toán hóa đơn, chứng từ phát sinh ở trong kỳ. Ở mỗi buổi sẽ có một cái mô tả bên ngoài đi kèm để cho biết được nội dung bên trong các bạn được học là những vấn đề gì. Và khi chúng ta tìm kiếm hóa đơn chứng từ để đối chiếu thì rất là thuận tiện. Ví dụ tôi tìm kiếm hóa đơn 190 thì tôi biết ngay được hóa đơn 190 là nằm ở buổi 4. Tôi sẽ click vào buổi 4 để xem hóa đơn chứng từ. Các bạn click vào xem nội dung. Bạn có muốn trở lại trang vừa thoát không? Các bạn có thể nhấn vào không. Và trong buổi 4 chính là các hóa đơn chứng từ để cho các bạn hạch toán lên trên phần mềm kế toán. Chúng ta kéo dê thanh chuột ở phía bên phải để chúng ta biết được các hóa đơn chứng từ. Và trong một buổi này thì chúng ta sẽ phải hạch toán đến tầm 2-3 buổi. Khi chúng ta học thì mới hết được một buổi. Khi hết một buổi rồi thì chúng ta có thể chuyển sang buổi khác bằng cách click vào vận tải. Và chúng ta chuyển sang các buổi tiếp theo. Dưới mỗi buổi thì có các câu hỏi trắc nghiệm để cho vào sổ sách kế toán để cho các bạn đối chiếu. Câu hỏi trắc nghiệm thì chính là các câu hỏi khi kế toán Việt Hưng đi quyết toán tại các doanh nghiệp và các câu hỏi khi học viên đặt ra để Việt Hưng giải đáp, thì Việt Hưng sẽ đưa hết các câu hỏi lên trên buổi cuối cùng bài tập trắc nghiệm để cho các bạn tham khảo cũng như vào tìm hiểu các câu hỏi đó xem câu nào đang phù hợp với lại doanh nghiệp của các bạn thì chúng ta sẽ tham khảo. Còn về hình thức học thì kế toán Việt Hưng chủ yếu là đào tạo kế toán trực tuyến. Giáo viên sẽ gọi điện nói chuyện với học viên bằng cách là gọi qua Zalo, còn truy cập vào máy tính để hướng dẫn học viên bằng phần mềm interview. Tất cả các phần mềm học thì trung tâm sẽ cài đặt miễn phí và các bạn có thể sử dụng lâu dài. Còn phần mềm kế toán thì chủ yếu là phần mềm MISA hoặc Pháp hoặc phần mềm mà các bạn đang sử dụng tại đơn vị. Như vậy là tôi vừa giới thiệu cho các bạn về nội dung của khóa học thực hành kế toán vận tải tại Kế toán Việt Hưng. Và khi chúng ta tham gia khóa học thì chúng ta sẽ được lựa chọn các thông tư phù hợp với loại hình doanh nghiệp. Ở đây là thông tư 133 hoặc thông tư 200. Tôi vừa hướng dẫn cho các bạn về nội dung của khóa học kế toán vận tải tại Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Nếu các bạn có nhu cầu tham gia khóa học thì chúng ta click vào góc trên cùng bên phải chữ đăng ký học để chúng ta điền đầy đủ thông tin của các bạn vào, và khi nhận được phiếu đăng ký học thì bên tư vấn của Việt Hưng sẽ liên hệ tư vấn cho các bạn về nội dung, hình thức học. Việt Hưng hy vọng sẽ được hợp tác với các bạn trong một thời gian sớm nhất. Chúc các bạn thành công!